Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, bài 24, âm ua và âm ưa. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần nhận biết. Bài 24, ua, ưa. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh và cho cô giáo biết tranh vẽ gì. À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh mẹ đang đưa bạn Hà đến lớp học múa cùng các bạn đấy. Đây là mẹ bạn Hà, đây là bạn Hà, còn đây là lớp học múa của bạn Hà. Trong lớp có các bạn đang học múa rồi đấy. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có câu ứng dụng sau. Các em hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Mẹ đưa Hà đến lớp học múa. Các em ạ, trong câu này thì tiếng mẹ được viết hoa bằng chữ im in hoa. Chữ Hà được viết hoa chữ hờ in hoa. Chữ mẹ được viết hoa vì nó là đầu câu. Còn chữ Hà được viết hoa vì nó là tên riêng của bạn Hà đấy. Cuối câu có dấu chấm. Các em nghe cô đọc lại lần hai. Mẹ đưa Hà đến lớp học múa. Các em hãy chỉ cho cô giáo trong câu chúng mình vừa đọc thì vị trí âm ưa và âm ua ở đâu. Các em hãy chỉ lên màn hình nhé. Đáp án của cô là tiếng đưa có chứa âm ưa, tiếng múa có chứa âm ua. Đây là âm ưa, đây là âm ua. Và hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học chữ ghi âm ưa và chữ ghi âm ua đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình và lắng nghe cô giáo đọc mẫu. Ua. Nghe cô phát âm lại. Ua. Các em ạ, âm ua là một nguyên âm đôi gồm có âm u ghép với âm a tạo thành một âm, đó là âm ua. Và âm ua được gọi là nguyên âm đôi. Âm u đứng trước, âm a đứng sau. Chúng ta nghe cô phát âm lại. Ua. Cô mời các em phát âm 3 lần. Khi phát âm âm ua, chúng ta thấy luồng hơi đi ra tự do, do đó âm ua cũng được gọi là nguyên âm đấy. Nó là một nguyên âm đôi các em nhé. Tiếp tục các em nghe cô phát âm ưa. Nghe cô phát âm lại. Ưa. Âm ưa cũng là một nguyên âm đôi gồm có âm ư ghép với âm a. Âm ư đứng trước, âm a đứng sau, tạo thành một âm, đó là âm ưa. Nghe cô phát âm lại. Ưa. Cô mời các em phát âm 3 lần. Khi phát âm âm ưa, luồng hơi đi ra tự do, do đó âm ưa cũng được gọi là một nguyên âm và là nguyên âm đôi. Chúng ta cùng phát âm lại hai âm này nhé. Ua. Ưa. Phần âm ua và âm ưa chúng ta thấy có điểm giống nhau, đó là có âm a đứng sau đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc mô hình tiếng nhé. Cô giáo có mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng múa. Tiếng múa có âm m đứng trước, âm ua đứng sau, thành sắc trên u. Bây giờ các em nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng này nhé. M ua mua, sắc, múa.
Chúng mình cùng nhau đánh vần. Chúng ta đọc trơn tiếng như sau. Múa. Mời các em đọc lại. Trong tiếng múa có chứa âm ua mà hôm nay chúng ta học. Tiếp tục, cô giáo có mô hình tiếng sau. Đây là mô hình tiếng đưa. Tiếng đưa có âm đờ đứng trước, âm ưa đứng sau, thanh ngang. Chúng ta đánh vần như sau. Đờ, ưa, đưa. Cô mời các em đánh vần lại. Khi đọc trơn chúng ta đọc như sau. Đưa. Mời các em đọc lại. Tiếng đưa có chứa âm ưa mà hôm nay chúng ta học. Như vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn các em đọc mô hình tiếng múa và mô hình tiếng đưa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số tiếng có chứa âm ua và âm ưa nhé. Nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng. Cờ, ua, ua, cua. Mời các em đọc lại. Tiếng cua có chứa âm ua mà hôm nay chúng ta học. Đờ, ua, đua, ngã, đũa, đũa. Mời các em đọc lại. Tiếng đũa có chứa âm ua. Rờ, ua, rua, huyền, rùa, rùa. Mời các em đọc lại. Tiếng rùa có chứa âm ua. Chúng mình cùng nhau đọc lại nhé. Cua, đũa, rùa. Cho cô biết cả ba tiếng này có điểm giống nhau là đều có chứa âm gì? À, cả ba tiếng đều có chứa âm ua đấy. Tiếp tục nghe cô đọc mẫu. Cờ, ưa, cưa, hỏi, cửa, cửa. Mời các em đọc lại. Tiếng cửa có chứa âm ưa. Già, ưa, dưa, sắc, dứa, dứa. Mời các em đọc lại. Tiếng dứa có chứa âm ưa. Nhà, ưa, nhưa, nặng, nhựa, nhựa. Mời các em đọc lại. Tiếng nhựa có chứa âm ưa. Chúng mình cùng đọc lại ba tiếng này nhé. Cửa, dứa, nhựa. Cho cô biết cả ba tiếng này đều có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À, cả ba tiếng đều có chứa âm ưa đấy. Chúng mình cùng nhau đọc lại các tiếng này nhé. Cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhựa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từ ứng dụng nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là quả gì? À, các em ạ, trong tranh đó là hình ảnh quả cà chua đấy. Cà chua là một loại quả có thể dùng để làm thức ăn và nó có rất là nhiều vitamin A tốt cho sức khỏe của chúng ta, giúp chúng ta có thể là cũng cung cấp vitamin A bổ dưỡng cho mắt đấy các em ạ. Cô giáo có từ sau. Nghe cô đọc. Cà chua. Mời các em đọc lại. Chúng ta đánh vần như sau. Cờ, a, ca, huyền, cà. Chờ, ua, chua. Cà chua. Mời các em đánh vần lại. Trong từ cà chua, tiếng nào có chứa âm ua? À, trong từ cà chua, tiếng chua có chứa âm ua đấy. Tiếp tục quan sát, cho cô biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì? À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một bạn nhỏ đang múa điệu múa xòe ô đấy.
Đây là điệu múa rất là đẹp của người dân tộc. Đây là bạn nhỏ ở dân tộc các em nhé. Cô giáo có từ sau: múa ô. Các em hãy đọc lại. Nghe cô đánh vần: mờ ua mua sắc múa ô, múa ô. Trong từ múa ô, tiếng nào có chứa âm ua? Tiếng múa có chứa âm ua đấy. Cho cô biết trong bức tranh này đó là quả gì? Các em ạ, cô giới thiệu với em, đây chính là quả dưa lê đấy. Quả dưa lê là một loại quả chúng ta có thể ăn và có nhiều chất dinh dưỡng và bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta đấy. Cô giáo có từ sau. Nghe cô đọc: dưa lê. Mời các em đọc lại. Chúng ta đánh vần: giờ ưa dưa, lờ ê lê, dưa lê. Các em đánh vần lại. Cho cô biết trong từ dưa lê, tiếng nào có chứa âm ưa? Tiếng dưa có chứa âm ưa. Cho cô biết bức tranh này vẽ cảnh gì? Các em ạ, đây chính là hình ảnh của một chiếc cửa sổ đấy các em ạ. Cửa sổ là một cái cửa nhỏ để mở giữa ngoài nhà và trong, ngoài sân và trong nhà để cho có ánh sáng đấy các em. Đây chính là cái cửa sổ. Cô giáo có từ sau. Nghe cô đọc nhé. Cửa sổ. Các em đọc lại nào. Đánh vần: cờ ưa cưa ngoài cửa, sờ ô sô ngoài sổ. Cửa sổ. Mời các em đánh vần lại. Trong từ cửa sổ, tiếng nào có chứa âm ưa? Tiếng cửa có chứa âm ưa. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Vừa rồi chúng mình đã học xong âm ua và âm ưa và các tiếng từ có chứa âm ua và âm ưa. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc trơn lại toàn bài nhé. Ua, ưa, mờ, ua, múa, đờ, ưa, đưa, cua, đũa, rùa, cửa, dứa, nhượng, cà chua, múa ô, dưa lê, cửa sổ. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành phần 2, đó là phần luyện đọc. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 3. Chúng mình sẽ cùng nhau tô và viết chữ ghi âm ua, chữ ghi âm ưa, từ cà chua và từ dưa lê. Đây là chữ ghi âm ua. Chữ ghi âm ua gồm có hai con chữ ghép lại với nhau, đó là con chữ U ghép với con chữ A. Và hai chữ này có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta cùng nhau quan sát quy trình viết nhé. Đầu tiên chúng ta viết con chữ U có độ cao là 2 ly. Con chữ U. Từ điểm dừng bút của con chữ U thì chúng ta sẽ lia bút lên đường kẻ 3. Chúng ta viết tiếp chữ, con chữ A. Con chữ A có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta sẽ viết con chữ A sao cho con chữ A chạm sát vào với điểm dừng bút của con chữ U.
của con chữ A đó là nét móc ngược phải, thì các em phải viết bám sát với nét cong kín thì chữ con chữ A mới đẹp được các em nhé. Lưu ý cho cô điểm dừng bút là ở trên đường kẻ 2, chúng ta sẽ được âm ua. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết âm ua vào bảng con. Cô giáo giới thiệu tiếp với các em chữ ghi âm ưa. Chữ ghi âm ưa thì có điểm giống như chữ ghi âm ua, chỉ khác là chúng ta thêm dấu phụ của con chữ ư thì chúng ta sẽ được chữ ghi âm ưa đấy. Các em quan sát quy trình viết nhé. Đầu tiên là các em sẽ viết chữ ghi âm ư, con chữ ư. Con chữ ư có độ cao là 2 ly. Các em lưu ý là khi chúng ta viết con chữ ư thì chúng ta viết lưu ý nét móc ngược phải thứ hai sẽ nhỏ hơn với nét móc ngược đầu tiên. Lưu ý nét phụ của con chữ ư đó là nét móc râu nghiêng về bên phải. Chúng ta lia bút lên đường kẻ 3, chúng ta sẽ viết tiếp chữ con chữ A. Con chữ A có cùng độ cao là 2 ly. Con chữ A thì được viết bởi một nét cong kín có độ rộng là 1 ly rưỡi, kết hợp với nét thứ hai đó là nét móc ngược phải thì chúng ta sẽ viết nét móc ngược phải từ đường kẻ 3 sao cho chúng ta viết từ trên xuống dưới phải bám sát vào với nét cong kín. Điểm dừng bút là trên đường kẻ 2, chúng ta sẽ được chữ ghi âm ưa. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm ưa vào bảng con. Tiếp tục, cô giáo giới thiệu với các em quy trình viết từ cà chua. Từ cà chua là từ gồm có hai chữ, chữ cà ghép với chữ chua. Chữ cà đứng trước, chữ chua đứng sau. Và giữa chữ cà và chữ chua sẽ có khoảng cách là bằng một con chữ O. Ở đây các em lưu ý, chúng ta quan sát độ cao của các con chữ. Ở đây chúng ta thấy chỉ có con chữ H có độ cao là 5 ly. Còn lại các con chữ khác đều có cùng độ cao là 2 ly. Và lưu ý cho cô dấu thanh huyền của chữ cà là chúng ta để ở trên đầu con chữ A. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết từ cà chua vào bảng con. Tiếp tục, cô giáo hướng dẫn các em viết từ dưa lê. Từ dưa lê gồm hai chữ, chữ dưa ghép với chữ lê. Chữ dưa đứng trước, chữ lê đứng sau. Và từ chữ dưa sang chữ lê thì khoảng cách bằng một con chữ O. Chúng ta lưu ý độ cao. Ở đây độ cao của con chữ giờ là 4 ly, con chữ L là 5 ly, còn lại các con chữ khác là cao 2 ly. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết từ dưa lê vào bảng con. Như vậy vừa rồi cô đang dẫn các em tô và viết chữ ghi âm ua, chữ ghi âm ưa, từ cà chua và từ dưa lê. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần 4, đó là phần luyện đọc. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giáo giới thiệu với các em bài đọc của chúng ta hôm nay gồm có hai câu ghép lại với nhau. Các em lắng nghe cô giáo đọc mẫu nhé. Và đọc thầm theo cô. Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa chua, dưa, lê. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu hai câu
trong bài đọc của chúng ta hôm nay. Câu thứ nhất là từ đầu đến chữ cua là một câu. Đầu câu viết hoa chữ mẹ, đó là chữ M in hoa. Cuối câu có dấu chấm. Câu thứ hai là từ chữ mẹ đến chữ lê. Chữ mẹ chúng ta viết hoa đầu câu là chữ M in hoa và cuối câu có dấu chấm. Các em hãy nghe cô giáo đọc mẫu câu thứ nhất. Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện đọc câu 2. Mẹ mua cả sữa, chua, dưa, lê. Mời các em đọc lại. Chúng ta sẽ đọc theo con chuột chỉ của cô cả hai câu. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc hai câu trong bài đọc của chúng ta. Bây giờ các em hãy cho cô biết trong câu chúng ta vừa đọc thì những tiếng nào có chứa âm ua? À các em ạ, trong câu chúng mình vừa đọc thì tiếng mua có chứa âm ua, tiếng cua có chứa âm ua. Tiếng mua được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng chua cũng có chứa âm ua. Vậy trong câu này, trong hai câu này thì tiếng nào có chứa âm ưa? Tiếng có chứa âm ưa đó là tiếng sữa và tiếng dưa. Chúng mình cùng nhau đánh vần lại cái tiếng này nhé. Mà ua mua, cờ ua cua, sờ ưa xưa ngã sữa, chờ ua chua, giờ ưa dưa. Chúng mình cùng nhau đọc trơn lại cả hai câu nhé. Mẹ đi chợ mua cá, mua cua. Mẹ mua cả sữa, chua, dưa, lê. Bây giờ các em hãy quan sát và cho cô biết, quan sát bức tranh và cho cô biết trong bức tranh chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh mẹ đang đưa sữa chua cho Nam đấy. Vậy các em cho cô biết trong bức tranh chúng ta thấy mẹ đi đâu? À các em ạ, trong bức tranh chúng ta thấy là mẹ vừa đi chợ về đấy. Các em cho cô biết mẹ đi chợ về mua những gì? Mẹ đi chợ về mua cá, mua cua, mua cả sữa chua, dưa lê. Vậy em đã bao giờ được đi chợ cùng mẹ chưa? À, như vậy chúng ta cũng đã có một hoặc hai lần được mẹ cho đi chợ cùng đấy, đúng không? À, như vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc hai câu trong bài đọc của chúng ta và nhận diện ra được trong câu đó tiếng có chứa âm ua và âm ưa rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện nói nhé. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ luyện nói theo chủ đề giúp mẹ. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh mẹ bạn Nam và bạn Nam đấy. Vậy em cho cô biết, em thấy bạn Nam đang làm gì? À các em ạ, bạn Nam đang giúp mẹ nhặt rau đấy. À mẹ thì đang nấu cơm, còn bạn Nam đang giúp mẹ nhặt rau đấy. Vậy các em có thường giúp bố mẹ việc nhà không? Các em hãy chia sẻ với bạn bè của mình xem ở nhà mình đã giúp bố mẹ mình những công việc gì nhé.
Các em ạ, à, chúng ta còn nhỏ nhưng chúng ta cũng làm được một số việc giúp bố mẹ mình đấy. Nhưng những việc đó phải vừa sức với chúng ta thì chúng ta sẽ làm giúp bố mẹ, cho bố mẹ bớt công việc nặng nhọc đi các em nhé. Đó là một việc làm tốt và thể hiện tình yêu của mình đối với bố mẹ mình đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.